thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 sáng ngày 29 tháng 5 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024 và nhiều nội dung quan trọng khác. Quốc hội các đại biểu cơ bản nhất trí với báo cáo về kinh tế xã hội do chính phủ trình quốc hội và ghi nhận trong bối cảnh hết sức khó khăn của tình hình trong nước và thế giới, với sự điều hành linh hoạt quyết liệt của chính phủ, thủ tướng chính phủ, các bộ ngành địa phương đã tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2023 với những tháng đầu năm 2024 tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế thế giới. Bên cạnh đó, các đại biểu cho rằng mức giảm trừ gia cảnh hiện nay chưa phản ánh đúng với thực tế cuộc sống cần có chính sách cụ thể để các ngành kinh tế mới trở thành động lực tăng trưởng tiếp tục nghiên cứu mở rộng tín dụng tiêu dùng cho phù hợp nới lỏng chính sách tài khoá để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân cần chú trọng tạo thị trường xuất khẩu đa dạng bền vững cho doanh nghiệp chỉ đạo quyết liệt hơn để công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí triển khai đồng bộ hiệu quả đánh thức tiềm năng phát triển của các địa phương từ văn hóa du lịch cần đánh giá việc thực hiện các cơ chế chính sách đặc thù có cơ chế chính sách thu hút đãi ngộ đối với những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa có chính sách phát triển công nghiệp bố trí kinh phí hợp lý để triển khai thuận lợi các nhiệm vụ bình đẳng giới xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp trong thời kỳ mới có giải pháp thao gỡ khó khăn trong thực hiện chính sách nhà ở xã hội Chiều ngày 29 tháng 5, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 thảo luận tại hội trường, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa chính Bình có ý kiến. Báo cáo thẩm... Luật thuế thu nhập cá nhân được ban hành từ năm 2007 đến nay vẫn áp dụng thuế suất biểu thuế suất từ năm 2007 là không còn phù hợp với thực tế. Tôi đề nghị chính phủ cần sớm nghiên cứu báo cáo Quốc hội sửa đổi toàn diện luật thuế thu nhập cá nhân theo hướng chỉ tính thuế đối với những người có thu nhập cao để phù hợp với yêu cầu quy mô phát triển của đất nước. Việc sắp xếp xử lý tài sản công dôi dư sau sát nhập đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã trên địa bàn cả nước cũng như tỉnh Hòa Bình còn nhiều khó khăn vướng mắc bất cập chưa được tháo gỡ cụ thể. Quy trình thanh lý và bán đấu giá tài sản công phải trải qua nhiều bước, liên quan đến nhiều cơ quan đơn vị, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện. Vì vậy, tôi đề nghị chính phủ sớm sửa đổi các quy định hiện hành, đặc biệt là nghị định 167 và nghị định 67 về việc sắp xếp lại xử lý tài sản công để đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện thanh lý và bán đấu giá tài sản. Các bộ ngành cơ quan trung ương sớm chuyển giao các trụ sở nhà đất không còn sử dụng cho ủy ban nhân dân tỉnh thành phố để quản lý sử dụng. Ngày 30 tháng 5, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025, chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024 cùng một số nội dung quan trọng khác.